Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc phê duyệt đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí khu vực rừng Tủ Lan thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Minh Hóa giai đoạn 2022-2030. Đề khu du lịch sinh thái có tổng diện tích hơn 682 ha, đất đó rừng tự nhiên hơn 678 ha, diện tích chưa có rừng 4,38 ha. Khu vực thế dựng đề có 8 điểm tham quan du lịch là hang chuột, hang hung ton, hang tủ lan, hang ken, hang kim, hang song, hang Ơi, hang bỉ mật. Mục tiêu của địa án là bảo tồn và phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng, cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa dân tộc thông qua việc khảo sát, đánh giá tiềm năng thể mạnh trong việc khai thác, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trị trong rừng phong hồ tân hóa. Đồng thời, tiếp tục thu hút kêu gọi đầu tư để thực hiện công tác phát triển rừng gần với bảo vệ môi trường sinh thái. Đây cũng là cơ sở cho thuê môi trường rừng huy động nguồn lực của xã hội đầu tư khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, hang động của khu vực hang động Thủ Lan, hang Tiên để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động du lịch sinh thái nhằm giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khu vực hang động Thủ Lan, hang Tiên, tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân địa phương.